Rồi bữa giờ chị xài cái khô gáy đuối đó chị thấy giảm nhiều chưa? Giảm nhiều à, đỡ mừng quá trời. Vậy hả, mừng hả? Dạ, rồi em cũng chúc mừng chị nha. Giảm khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi chị? Còn cỡ mấy phần trăm mà nó gần hết rồi. Hay quá ha, mới sử dụng chưa hết một lọ mà gần hết rồi, nám rồi, quá trời xuất sắc rồi. Bởi vì mừng hơn cái gì nữa. Dạ, bữa nào xài da đẹp có ai hỏi thì nhớ giới thiệu giùm em với nha. Trời ơi, cho hết mới giới thiệu ta tin. Hồi đầu tiên chồng em nói trời đắp cái gì mà thấy ghê quá vậy. Bây giờ ông nói sao rồi? Bây giờ ông thấy mặt em mới tổng cười hoài. Thế hả? Dạ, em chúc mừng chị nha. À, đúng rồi, da mặt chị lúc trước nám quá trời luôn. Dạ. Mặt